Ok, xin chào mọi người, quý vị, các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình đang ở vườn sầu riêng của Hiếu nha các bạn. Hôm nay sầu riêng nhiều quá trời luôn mọi người. Thì các bạn biết là hiện tại thì cái giá sầu riêng nó đang giảm nhẹ một chút xíu các bạn. Do là cái bên cũng như là các bạn biết là cái số lượng sầu riêng của mình, của Việt Nam mình trồng rất là nhiều các bạn. Rồi Trung Quốc thì nói chung họ cũng bắt đầu trồng sầu riêng rồi mọi người. Và trong mấy tháng gần đây thì cái lượng sầu riêng nhập vào Trung Quốc rất là nhiều luôn các bạn. Hôm nay thì chỗ Hiếu thì sầu riêng về nhiều lắm, trái khá là lớn nha các bạn. Theo mình đọc một số thông tin thì giá sầu riêng hiện tại nó đang giảm nhẹ. Trước đó thì nó rơi vào khoảng hơn 200 đến 170, bây giờ thì nó rơi vào khoảng là 120, 160 ngàn một ký bạn, tùy loại mọi người. Đây. Đó là cái mơ bến tre bao thêm một đổi một VIP Thái Lan VIP riêng 6. Đó, ở đây có Thái Lan, có Thái rồi có riêng 6 nha các bạn. Còn anh chàng đẹp trai này nọ nó trời luôn. Ồ anh vui hả? Đó. Nhìn sầu riêng không? Gần sầu riêng. Cái sầu riêng bự bự không ha? Hiếu có mua mấy ký khô mực về chứ mày nhậu. Khô mới đi chùa không? Đi chùa rồi mua khô mực về. Bỏ rồi, nghe nói bỏ rồi. Bỏ rồi. Bỏ nhậu rồi Hiếu. Ok quá đấy bự rồi à. Bạn ơi, bên này hình Thái quá khủng luôn. Lúc trước sầu riêng to quá trời, bà chủ bà quy báo họp. Nhìn là biết thôi, khỏi thử. Trái muối. Chín cây á hả? Chín cây thì bị trái muối nhiều. Nay gần vô vụ chưa ta? Dạ chưa. Chưa hả? Tháng nửa tháng. Nửa tháng này hả? Dạ. Mười bữa rồi. Chừng nào mà ở ngoài đường thấy người ta bày sầu riêng quá trời quá đất người bạn đường á. Là lúc mà rộ lại. Sầu riêng cái này nó dễ đi chứ. Nó già quá rồi người bạn. Chỉ như nắng nữa. Khí hậu miền Nam này nó khó chịu. Yên tâm, bà chủ bà sẽ bao. Cái bổ sầu riêng đơn giản không? Lấy cái dao bóp. Dạ bé nó làm rồi. Thank you.
luôn ha. Tư vấn, đang tư vấn cái quý vị. Sắp vào vừa chín sầu riêng rồi. Lúc đó thì giá nó nửa tháng nữa. Nó giảm xuống. Nửa tháng. Hợp lý không? Tư vấn. Này bán này mua rồi. Anh mua thứ không được thì anh đổi lại thôi, lấy 10 mà. Bả này lần sau phải mua luôn. Anh kêu mình sẽ không biết là cái sầu riêng này mùa này nó bị cháy muối à. Anh để giá mà tắt đi không. Ri 6 à? Dũng đứng chống nạnh đẹp giống người mẫu không? Người mẫu bắt sầu riêng. Chống mạnh nó đi vô chứ anh. Bị chụp ảnh kia. Dạ anh coi thử sơ rồi. Đỡ tắt nha. Ok coi có nhẹ cho thử rồi ha. Thank you.
em trai của bộ di cá đó. Phải chủ mất ngủ, mất ngủ mặt liên diêm kìa. Mới vừa bên đây luôn hả? Ủa cái này sầu riêng này là mới lấy hồi tối luôn á hả? Ồ vậy là đuối á chứ, đúng rồi. Dẻo á, dẻo. Sầu riêng mùa này nó hay bị lỗi à. Hơi khó, khó bán. Bán một cái mà bà chủ rồi chuẩn bị hai ba cái luôn hả chứ. Mưa nó hư à? Mưa nó sượng. Sượng à? Nắng thế thì nó nắng thì nó cháy, nắng thì cháy. Nào cũng khổ. Phải bơm nước cho nó đều không? Hai trái mà chưa được ký hả? À, nếu mà ăn cái trái cho người ta thì anh cũng hơi buồn. Thôi giờ bán ký đi, cho ta ăn cho mấy. Ký rồi. Ký rồi.
hơn rồi. Chung là cái mùa giao thời này bán sầu riêng khá là khó bán à. Mùa này sầu riêng bán khó này các bạn. Sầu riêng bây giờ là kiểu như nó khoảng nửa tháng nữa là vô vụ á. Đây là những cái trái sầu riêng cuối vụ nha các bạn. Mà cái giá sầu riêng thì nói chung là cũng vẫn còn cao. Sầu riêng thì nó rất là chất lượng, rất là ngon bạn. Nhưng mà có cái bị cháy rồi, có cái bị ít muối các bạn, cho nên là khách họ rất là khó, khách nó khó lắm các bạn. Và sầu riêng chỗ Hiếu thì nhiều hơn mọi người, giá 120 trái, còn cua thì cơm thì 500. Dẻo nhẹo ngon. Các bạn ăn sầu riêng. Nhưng mà mùa này thì mua sầu riêng là nó hơi giá là cao. Sầu riêng thì nó cũng không xuất sắc cho các bạn kiểu, nhưng mà cơm thì rất là ok. Nhìn bên ngoài thì nó hơi to, các bạn nhỏ hơn nhiều. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. 592 nha mọi người. Trường Trinh. Yeah, thôi.